chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh AR Video. Thì hôm nay mình sẽ đi ra một khu công viên check-in chụp ảnh rất đẹp, đó chính là Nam Long Garden. Thì bây giờ mình sẽ đi vô ha. Hôm nay rất là yên tĩnh mọi người. Sống khi trên cỏ rồi, cái này là phải đi trên miếng thơm nữa ha. Ở đây là giữa một cái bờ hồ nha. Thì mình sẽ ngồi đây để mà mình nói về xung quanh ở đây ha. Chứ đi vòng vòng coi cấm đi, đụng cái gì nó cũng cấm. Thì thấy đây có một cái giàn cây để ngồi ra ra hồ cũng đẹp. Mà phải trồng cây lên trồng thiên nhiên em nữa ha. Thì phía dòng đây là một cái bờ hồ, người ta có trồng bông súng nè. Rồi cặp nó có trồng những cái cây dừa nữa nè. Thì bên kia người ta sẽ cặp một cái đường đi đó, có những cái bờ dừa nè, những cái cây nè. Rồi phía bên đó là có đồ tập thể dục. Bên trong đó chính là cà phê. Rồi những cái cây dừa người ta trồng xung quanh là bông giấy. Cái khuôn viên hồ này chắc là người ta cũng có nuôi cá nuôi gì dưới không. Trời ơi, đó phút đó gió nhìn gió mát quá ha. Thì ở đây thường là chiều á, có một số bạn ra đây chụp ảnh chụp đêm này, không gian yên tĩnh đẹp, buổi chiều tối có thể là có đèn, một số dây đèn á bật lên rất là sáng, có khu được chơi nè, có dù che nè. Nhưng mà nước trong đó hơi mắc. Như uống chai ô long hình như hai mấy ba chục ngàn vậy. Nó quán cà phê á. Mà chai ô long là loại chai nhỏ chứ không phải chai bự như mấy bạn. Phải công nhận là nước mắc số dách luôn. 25-30 ngàn. Rồi mấy nhỏ lại câu cá. Câu cá là vậy nhỏ? Ở đây á hả? Tao cho câu hả? Người ta cho câu hả? Cho. Ủa sao nó sao để bản cấm mà? Là câu được. À mấy game không được. Câu thì câu mà cấm mà câu thì câu. Đây. Cần thủ. Quá trời cần thủ luôn rồi. Đó, 4 ok, để đi qua coi cần thủ câu. Hết à chặn rồi thằng nào. Đỡ mày.
ăn dùng luôn chưa không cơ. Chỗ nào? Bên kia là cái nhà. Ở đây một chỗ. Cái bậc kia. Mấy cây này là cây gì mà nhìn lên đẹp quá không? Những cây đưa lên rất là đẹp. Này, ta đi ra cầu đi ra nhìn cảnh rất là đẹp ha, khi mà ai mà đến chụp hình á tôi sẽ đi ra bên đó mà thấy bên đây thì có một cái sân để mọi người có thể chơi bóng rổ, chơi bóng rổ luôn ha. Thì vừa rồi mình cũng đã đi vòng quanh một cái khu để chụp ảnh check in rất là đẹp tại Nam Long rồi. Thì video đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.